nhặt để làm món đậu ván xào nha. Đậu ván xào đây này. Nhặt để chúng ta phải bóc vỏ tước vỏ cái vỏ đấy, bẻ hai đầu tước vỏ cái lá tước bỏ cái hai sơ hai đầu đây này. Bẻ nhặt tước tước bỏ cái sơ đấy, xong bẻ tiếp tước bỏ cái sơ để ăn nó đỡ sai nha. Đây này, bóc đây thanh đấy, tước bỏ cái sơ rất dễ dàng. Rồi tiếp tục cái bóc đây đấy, tước bỏ cái sơ đấy. Rồi nhặt nhặt đỗ làm sạch xong là rửa. Đây là đỗ sau khi nhặt, đỗ trước khi nhặt đây đó, xong rồi sẽ rửa. Đậu ván sau khi là nhặt sạch vỏ rồi bắt đầu rửa, rửa sạch đó. Cái này đậu này nó ở trên cây trên giàn nó sạch sẽ, không có thuốc thang bụi bặm gì cả đấy, nên là cũng chả cần rửa nhiều đấy, rửa nước hai nước là được đấy, hai nước là được là sạch sẽ. Sẽ xong rồi cho vào trong xào. Đây mình rửa xong rồi, hai nước, hai nước là được. Quay sát đây đấy, ta cho một ít dầu, dầu ăn đun nóng. Đun sủi, đun dầu nóng rồi cho vào. Đấy, cho đô vào. Cho đô vào. Đổ vào một tiếng này nhỉ. Đạt. Đỗ này nó không ra nước cho nên là nó cũng khô, cho nên là chúng ta xào chúng ta cho nhỏ lửa thôi. Nhỏ lửa và đảo đều tay để nó không bị cháy. Đấy, nó không là nó xém, cháy xém ngay. Đấy, trước là nó có màu tím, rồi sau một hồi lúc đảo xào lên là nó chuyển sang màu màu ấy rồi, màu xanh rồi, xanh này nhìn rất ngon. Cái này ở những cái món canh bóng hoặc món xào thập cẩm
Nhiều người thấy nó giống, rất là giống quả đậu Hà Lan. Như đây là đậu ván ngày xưa. Ngọt lắm.